Làm được vài con. Ừ, nó là gì? Nó là bê mà. Sầu lên môi. Còn đây thằng gì còn bắt con đấy là không còn. Nếu nếu con lại bắt con đi chỉnh màu thì màu cỏ nhìn như người ba B. Con đi màu thì màu cỏ. Hay là con đi chỗ con cỏ đây cả. Con rằng cỏ đây. Nhìn người vai thì vai ba B, mặt ba B. Bít ba bê. Ba bê. Lòng mình pha mà. Đúng rồi, phải pha mà. Mà bùng hồ trong ba bê là pha mà. À, một chục ốc nóc rồi. Rồi đi, giờ về luôn một chút hay là gì? Chứ đang giá cả trong đây. Chữ mình giải. Giá khách quan luôn. Bác mua bò của chú thì chú định giá. Mà bây giờ bác mua bò của bác thì bác mà giá. Chú đấy. Cái đó là đúng chứ. Mấy tiền đây? Con đi mấy tiền?
Dòng về nếu mà giá đình cô bẻo là còn đồ quá các tạm thì nó bao cúng được, còn cái bá tà hới nó bao cúng được. Ăn cũng cái búa lộn tầm hai tầm tưng thôi, tầm hai tầm tưng thôi. 50 triệu, 25 triệu một con. Bớt được không bác? Xúc nó đi. Xuống nữa đi, không phải bớt tiền trăm mua mà bớt tiền triệu đó. Để là hơn 7 tháng đấy chú thân đấy. Vâng. Chăm sóc tục nha, không có. Bò thì máy còn hái tà hai thôi. Còn bây giờ không phải là quan trọng mà bây giờ là tạ, mà bây giờ bây giờ em đi mua là cái cửa tiền người ta mua. Vậy còn cái cửa tiền người ta mua chứ. Bác thấy tổ này bán toàn xô 20 hơn 20. Quay đầu chứ có hơn nữa đâu. Tại vì bây giờ bò nó xuống, cám bả nó cao. Bây giờ người ta bán một con bò tầm 45 triệu. 40-45 triệu thôi thì không giống ngày xưa người ta bán một bò 60-70 triệu. Bây giờ có tiền đó người ta quay lại người ta mua con đê hơn 20 triệu, 20 triệu quay đầu thôi. Mà chú bán ra thì cái giá đó thì bác biết là chú mua vào giá thế nào rồi. Xin đợt mà bạn có con 70-73 triệu. Đó đúng rồi. Giá 10 giá cần bò nổi thì từ 10 cấn, bò nổi từ 20 cấn. Bây giờ nó khó làm, đến giờ đi là rất khó mua đây này. Bây giờ là không phải là to để mà dễ lắm tiền không có đâu, đến là dở thì nó quy ra dở mất rồi, dễ ngược cái cửa tiền người ta mua, ngược cái cửa tiền người ta mua. Thế bây giờ chú bảo này, chú bàn bắt này, để lại nuôi, nuôi lại trên một tài chủ mày mới đấy, để lại nuôi đi. Vâng, cái giá thì chú cũng làm được cao lắm, cao bao nhiêu? Giá thì cái chủ thông nhất thư thi tiêu nó bao nhiêu nó nói bán một câu. Vâng. Thoải mái. Thuần mua vừa bán chủ mua được cái cũng thoải mái mà chủ mua được cũng vui vẻ. Vâng. Bác mua bán gì 5 phút xong. 5 phút xong. Ok, thoải mái. Bể thì đẹp. Bê thì phải chúng ta nghe đáp. Mà to. Bê mẹ to, bê đẹp. Bê đẹp, mà to mà chúng. Cái trong đi để cái trường khác nhà không. Còn đến 6 tà đến 7 tà hứ. Vâng. Không có nhiều gì. Mình mới tổ. Vài nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ. Bây giờ vàng mấy nhỉ? Bây giờ vàng 60. Vàng thì tỉnh. Để chú quy ra vàng chú trừ. Mới nói vô nói thật. Thật đi bác kể cho chú cái 40 con đi này. Hả? Con đi bằng 23 triệu này. Bằng 23 triệu. Còn con bên đây là đang cái màu lông này. Các em nhau cái màu lông bác. Vâng, con đi thì đầu chân tay mặt mũi 3B màu lông, cái màu đi sẽ không bằng cái màu bên đây con đi đặt to như thế gì. Bây giờ cái bên của họ nghe từ da múa. Vâng. Không phải quần 3B mà nào. Con đi 3B mặt mũi mặt màu chân tay 3B mà có. Con đây phải cầm 15 cạo chứ. Được không?
Ok các bác. Chào các bác. Chào bà con. Đó. Bác trai, chào bà con đi. Chào bà con. Thì, từ nãy giờ các bác cùng toàn thể bà con vừa xem chú Thơm mua bò lâu lắm các bác. Em thì mua nhanh thôi các bác, mua nhanh thôi nhưng mà cơ bản là định giá cho anh em nó hợp lý nhất có thể. Thì chú Thơm chở cái con bò cái bên đó. Xa đó các bác, hồi nãy các bác cũng thấy là giác xuống đó, thì con đó là bằng 24 triệu nha các bác. Có hàng đi hàng về, mua một nhà luôn. Thì anh em thương thảo thì bác chốt bằng 46 triệu nhưng mà chú Thơm, à 47 triệu nhưng mà chú Thơm chốt 46 triệu thôi các bác. Con này nha các bác, đôi bên cũng có lợi nha, con này này. Đó với con cọp ở bên đó, thì bây giờ chú Thơm sang review con... Con 3B chứ không phải con cọp đâu, màu rằng cọp, em cứ nói đại con cọp nhưng không biết trúng với con chị thì nó là con đó, nhưng mà chắc chắn nó là con bò rồi, đúng không bác? Đây, chắc chắn nó là con bò rồi bà con. Đây các bác. Đây. Hai con nha các bác. Thì cái trại bò nhà bác trai đây ngày trước cách đây hơn 2 tháng chú Thơm cũng có review cho các bác một lần rồi. Thì sang bên đây thì hôm nay quay lại để chở cho bác con mẹ cái các bác này, con mẹ cái đẹp tuyệt vời lên bà con. Đó, mẹ cái bên đó nha. Thì 24 triệu sang đến đây. Đó, còn đáng lẽ là 25 triệu các bác, 1 triệu tiền xe nữa, nhưng mà anh em thương thảo thì em sang đây em bắt con đi qua anh, đáng lẽ là con đi là chú bắt bằng 46 triệu 500 này các bác này, nhưng mà cùng một nhà chơi bác để cho em bằng 46 triệu, tức là không tính tiền xe, bà con hiểu không? Đó thì chú Thơm mua tại nhà bác trai ở đây nha, là bằng 46 triệu cặp bò này nha. Đó đây, quay đây bác, các bác nhìn này, con mẹ này, con mẹ to nha, mẹ tầm đại nha, con bà bê. Thật sự cái loại này mà mấy bữa mê tiền đấy các bác, nó chờ giá cả phải chịu thôi bà con. Nói tiền cá là tiền. Đây. Con đi nó mất cái màu, chứ con đi mà màu đen thì nó khác, nhưng nó mất thì cái màu các bác thì nó giảm đi một tí. Nó sao mình nói vậy? Mua bán rõ ràng các bác. Đó, chú Thơm mua bằng 46 triệu 500 nha các bác. Chú Thơm mua bằng 46 triệu 500 nha bà con.
thì về nhà chú Thơm bán hai con me đi là bằng 48 triệu nha các bác. Bán 48 triệu. Không có 48 năm đâu. Bằng 48 triệu. Lấy lời 1,5 triệu con này được 500 nghìn đấy. Quay đây bảo phiệt. Đó. Chú Thơm bán con này bằng 48 triệu nha. Lời 1,5 triệu nha các bác. Rõ ràng nha bà con. Đó. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bác. Đó, chú Thơm lời 1,5 triệu nhưng mà chú Thơm tính ra là em lời có 500 ngàn thôi nha. Đó có bác trai nữa đây, bác trai đứng đây này. Đúng bác trai. Thì gạt tiền xe ra rồi, cũng phân tích cho bác biết vì tiền xe con bò đó. Tiền xe con bò đó là 1 triệu tiền xe đó các bác, nhưng mà em gạt tiền xe không tính vì bác mua bò của em, rồi em lại mua bò của bác, có hàng đi hàng về. Thôi thì bây giờ thời buổi khó khăn bác giúp đỡ nhau mà sống thôi. Đó. Ok các bác nha. Ok bà con chưa? Chú Thơm mua bằng 46 triệu nha. 46 triệu 500 nhưng về nhà bán 48 triệu. Về nhà bán 48 triệu nha. Bà con nông dân bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt hai con này nha. Đó, bên đây nữa. Đóng lại con đóng. Đây. Đó các bác nhìn kỹ chưa? Hai con nhé, hai con hai nơi khác nhau nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em nhé để bắt nha các bác, con bò mẹ của nó ở bên đây nha. Con này rất mang nha các bác. Đó, còn con mẹ cái này em trả bác 17 triệu. 17 triệu bắt bán luôn. À, bán mua luôn. Em ưng con mẹ cái này lắm các bác này. Mẹ lai sim. Đúng dòng này, dòng lai sim này. Loại này sau phê nái cực kỳ luôn các bác. Con mẹ lai sim các bác. Mẹ lai sim. Cha phối tình lai sim. Đẻ ra con mẹ cái lai sim. Rạc lai sim luôn. Đó. Sau phê nha bác. Các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em bán cho các bác cặp này bằng 48 triệu nha bà con. Ok các bác. Đó các bác cùng toàn thể bà con vừa xem một trong các cảnh quay của chú Thơm vào dân mua bò đó các bác. Thì hai con 3B đó thì chú Thơm mua ở bên Nghệ An nha các bác, ở Thới Hòa, Nghệ An nha bà con. Đó thì chở đến nhà giá cả thì các bác cũng biết đó, thì nó cũng đang ở trong chuồng luôn nha các bác. Đó thì nhân dịp đó chú Thơm làm đoạn clip để review cụ thể và công khai báo giá nguyên cái lô bò ở trong chuồng em luôn. Đó, trong đó có hai con 3B được nha các bác, ba con hai con 3B được giá cả các bác cũng biết rồi, chú Thơm mua vào nó như thế nào rồi. Đó và lý do làm sao chú Thơm mua cái giá đó và chú Thơm bán lời lãi được bao nhiêu thì các bác cũng biết rồi đúng không các bác? Tại vì chở ra đó, chở xe sang đó thì không lấy tiền anh con bò cái nữa thì cũng tính hết con bò đực này thôi. Đó thì cũng được vài trăm bạc thôi chứ cũng không có nhiều đâu bà con. Bây giờ xăng dầu thì các bác cũng biết rồi đó. Xăng dầu bây giờ em choáng lắm rồi, một tháng thật sự là một tháng chú Thơm đổ dầu hết tầm cỡ 40 triệu tiền dầu các bác, hơn 40 triệu tiền dầu chứ không ít tiền đâu các bác ạ, nhưng mà chấp nhận thôi các bác. Đó thì khó khăn chung mà các bác, chú Thơm nhắc lại cái câu này. Đó thì hôm nay các bác, hôm nay là thứ hai ngày 27 tháng 6 nha bà con. Đó thì cộng cả hai con bò chú Thơm bắt về Nghệ An nữa thì chạy bò chú Thơm hiện giờ trong chuồng chú Thơm có tổng thể là 6 con thưa các bác. Đó thì các bác cũng biết đó, đó bà con nông dân cũng thấy bò đó chú Thơm bán đó, nhưng mà em không có thời gian để quay clip ra cho các bác nữa. Đó, nên các bác cũng hết sức thông cảm cho chú Thơm, tại vì đi bắt hàng đó các bác rồi về rồi bà con nông dân người ta có nhu cầu đó, người ta mua rồi thì mình cũng chở đến cho người ta, rồi thì chở đôi khi chở ban đêm hoặc giờ giấc nên không làm clip được. Nên các bác thấy chú Thơm xưa ra clip là vậy. Và cũng như định kỳ tầm cỡ 3-4 ngày hoặc là 2-3 ngày là chú Thơm sẽ ra một clip cho các bác, cho toàn thể bà con nông dân mua bò ở trên khắp cả nước các bác có thể tham gia. Đó thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa. Bây giờ chú Thơm review cụ thể 6 con bò 3B đực ở trong chuồng này, chú Thơm bán cho bà con nông dân mình là bao nhiêu tiền nha các bác. Giá cả thì rất hợp lý nha. Bà con nông dân các bác cảm thấy ưng cái bụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 6 con này nha bà các bác. Giá cả thì chú Thơm nhắc lại rất hợp lý bà con. Đây các bác. Đó. Trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con nông dân mình là 6 con nha các bác. Đó, hôm nay chuồng có 6 con này nó yên tĩnh lắm các bác. Nó yên tĩnh cực kỳ luôn. Đứng nhìn em này các bác này. Đó, 6 con thì lề lối ok nha các bác. Lề lối ok nha bà con. Bây giờ chú Thơm review từng con một cho bà con nông dân mình tham khảo nha. Nếu mà các bác cảm thấy giá cả nó hợp lý thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 6 con này nha các bác. Đó, 6 con ở trong đây có 2 con to nha, 2 con bên Nghệ An thì các bác cũng biết rồi. Đó, 2 con này chú Thơm mua bằng 46 triệu rồi nha các bác. Đó thì xe cộ về đến nhà chú Thơm bán
cho các bác là bằng 48 triệu nha. Đó, lời 500 bạc nha các bác. Đó, anh em cũng không phải lì nhằng nữa. Có sao chú Thơm nói vậy. Đây, đây chú Thơm quay review đuôi 3B được lỡ này các bác này. Ôi trời ơi, các bác thấy đó, giá cả rất hợp lý các bác. Đây, con này là 3B đó các bác ạ, chứ không phải cọp đâu. Mình chân tay mặt mũi 3B các bác. Nhưng mà nó ra cái màu này đó các bác. Đó, đây. Đó, đây này. Đó, còn con này 3B đen nhá. Đây, đó, cao dài nhá. Thì mẹ hai con này bà con nông dân cũng biết rồi đúng không ạ? Đó, thì chú Thơm review cụ thể rồi. Thì bây giờ còn bốn con nhỏ nha các bác. Đây, bốn con nhỏ thì chú Thơm review từng con một cho các bác xem này. Đây, con này là con đầu tiên nha các bác. Đó, con này là con đầu tiên nha các bác. Con này mẹ lai xin nhá. Đây, rất đẹp các bác, khéo me cực kỳ luôn. Chân tay to này. Tránh con nào. Hắn nấp cho con to này. Đây. Đó, con này là con đầu tiên nha các bác. Đó, đến em này là em thứ hai nha các bác. Đây. Đây, con này bắt về đói rồi các bác này. Đang còn chưa ăn các bác, đang còn bướng, chưa ăn. Đang còn bướng, chưa chịu ăn. Lề lối là cao dài nha các bác. Đẹp nha, mẹ rắc man nha các bác. Con này lề lối cao dài, mẹ rắc man nha các bác. Đó, hai con nha bà con. Được chưa? Đây, mông má cho các bác xem này. Bụng đang đói hóp này, chưa ăn. Con này đang lì lắm các bác ạ, chưa ăn nữa. Lề lối các bác, y hoàn toàn yên tâm nha bà con. Hai con nhá. Đến con này là con thứ ba nha các bác. Đây, con này là con thứ ba nha. Tất cả đều cao dài, chân tay to nha các bác. Đó, con này là con thứ tư này các bác này. Đó, có bốn con nha. Tất cả đều chân tay cao dài, chân tay to, vai nở nha các bác. Vai nở, vai hở nha bà con. Đây. Đó, mông má này. Đây, vai cho các bác xem này. Đó, các bác mua bò 3B, các bác phải nhìn, đứng ở sau nhìn cái vai này. Đây, cái vai nó phải hở nha. Có sao chú Thơm nói vậy nha. Đó, vai phải hở nha các bác. Bê toàn bê đẹp không các bác ạ? Đó, bê đẹp. Đây. Đây các bác. Đó, bê đẹp không các bác? Ok bà con chưa? Các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đó, thì cũng không để bà con nông dân mình chờ đợi lâu thêm nữa nha. Thì bốn con 3B nhỏ này nha các bác. Bốn con nhỏ này nha. Đây, bốn con nhỏ này nha. Chú Thơm bán xô nha các bác. Xô con to bù con nhỏ nha. Là 20 triệu một con nha các bác. Đó, đây. Con to bù con nhỏ nha. Bốn con này nha. Xô 20 triệu một con nha. Đó, nó như nhau hết các bác. Nó sản sản như nhau hết. Chứ cũng không phải là con to con nhỏ các bác. Đó, thì hai con to thì nó to quá rồi các bác. Đó, còn các bác không mua hai con to đó thì các bác cũng có thể mua bốn con nhỏ này nha. Đó, giá cả nó rõ ràng ra rồi. Đó, các bác ưng con nào thì mua con đó. Bốn con này thì xô là bằng 20 triệu. Đó, còn hai con đó, thấy chưa? Hai con đó là bằng 48 triệu. Rõ ràng nha. Đó, chú Thơm chở bên Nghệ An về, tính ra là lời chỉ được có 500 bạc thôi các bác ạ. Chở thuê về bán cho các bác. Giống như chở về cho các bác. Lời lãi chi tầm này nữa các bác. Đó, mua bán thì giá cả khó khăn chung các bác. Chú Thơm mua bán ở sao nói vậy. Giá cả không giấu giếm, mua sao nói vậy. Đó, chú Thơm bán giá cả hợp lý. Nhưng mà em là bán số lượng nhiều. Tại vì được rất nhiều bà con nông dân mình tin tưởng và mua bò đó. Nên từ đó thì chú Thơm bán giá cả nó sẽ cạnh tranh như rất nhiều các bác. Ok các bác chưa? Xong xuôi chưa bà con? Đó, cũng nhắc lại luôn các bác. Chú Thơm mua cái xe cũng có lợi lắm các bác ạ. Mua cái xe chứ nếu mà không có xe đó các bác. Mà chở về bây giờ mà thuê xe đó các bác. Bây giờ mà chú Thơm thuê xe mà chở hai con đi về nó coi như tóc khoác luôn các bác này. Đó, phải thêm, phải các bác mua phải thêm đắt thêm một mớ tiền nữa đó các bác. Nhưng mà xe của mình lấy công làm lời đó các bác ạ. Đó, tháng trước chú Thơm đổ dầu hết hơn 40 triệu tiền dầu các bác. Bây giờ lên 30 nghìn một lít dầu rồi các bác. Những bà con nào chạy vận tải thì các bác biết. Bây giờ xách xe đi là thấy choáng rồi. Ok các bác chưa? Xong xuôi nha các bác. Nhắc lại nha. Hai con là 48 triệu. Và bốn con là 20 triệu một con nha các bác. Đó. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt nha. Đó, ăn được các bác.
Đấy. Đói là cũng phải ăn thôi bà con. Ok các bác chưa? Xong xuôi nha bà con. Chú Thơm vừa review cụ thể và công khai báo giá 6 con bò đực 3B ở trong chuồng chú Thơm nè. Giá cả thì rõ ràng nha các bác. Đó, bà con nông dân bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 6 con này nha. Ưu tiên bác nào mua hết nha. Còn bác nào mà không có tiền, các bác ít tiền, các bác có thể mua 2 con to cũng được. 2 con to là bằng 48 triệu nha các bác, 24 triệu một con. Và 4 con nhỏ thì xô nha, 4 con nhỏ bằng 20 triệu một con nha. Giá cả rất hợp lý các bác. Và bà con nông dân lưu ý là tiền nào vải nấy nha các bác. Đó, bò đẹp giá nó phải khác với bò, cái loại bò cóc, bò nữ thì giá nó sẽ khác nha các bác. Bò cóc thì có rẻ chú Thơm cũng không mua các bác. Rõ ràng là vậy, vì sau này vì mình nuôi mua bò 3B vỗ béo ấy, thì cái tương lai nó về sau này thôi, chứ không phải là trước mắt. Đó, các bác thấy trước mắt các bác to, các bác thích, nhưng mà nuôi tầm vài tháng rồi các bác thấy cái cảnh của các bác luôn. Đó. Rồi, ok bà con nha. Thì cũng như mọi khi thôi, bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì các bác nhớ đăng ký kênh nha các bác. Còn bà con nông dân, bác nào không có nhu cầu mua bán mà các bác muốn theo dõi kênh khởi nghiệp, muốn theo dõi giá cả bò me thị trường để sau này có thể các bác có thể đầu tư vào con bò, thì các bác cũng đăng ký kênh để ủng hộ nha các bác. Và đăng ký nhớ nhấn chuông nha, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha các bác. Đó, hoặc là chia sẻ cho những người, rất nhiều người người ta cùng biết, đó người ta cùng biết đến kênh khởi nghiệp, để cái kênh nó ngày càng lớn mạnh, để cho nhiều bà con người ta biết đến cái kênh khởi nghiệp để làm những nơi trung chuyển con giống nó chất lượng và giá cả nó rõ ràng nhất có thể nha. Nhiều các bác mua bò rồi về thì sau này tìm hiểu trên kênh YouTube ấy, thì mới biết được kênh khởi nghiệp, thì cũng có nói chuyện với em là thật sự là mua nó, nếu mà so với giá bò em bán ra là nó đắt mất một vài triệu các bác, vì chủ yếu các bác người ta ít lướt Facebook nhiều lắm, vô YouTube coi đó, nên chủ yếu là người ta lướt Facebook rất nhiều các bác đó, thì cũng không có gì. Bà con các bác nhớ chia sẻ kênh để nhiều người cùng biết đến nha các bác, để ủng hộ kênh khởi nghiệp nữa. Rồi, còn riêng bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua thì cũng nhớ đăng ký kênh, các bác nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha bà con. Để chọn cho gia đình mình này những con bò nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Kênh của chú Thơm là vậy nha, mua bán công khai rõ ràng minh bạch nha. Các bác đến nhà em cũng giống như chú Thơm đến nhà bà con mình xem bò đó các bác. Đó. Đây. Đó. Mắt các bác thấy nha, tai các bác nghe nha, tay các bác rờ nha các bác. Được thì mình mua, không được thì thôi nhé. Anh em vui vẻ làm ăn rõ ràng nha các bác. Đó, anh em vui vẻ làm ăn đàng hoàng nha bà con. Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con mình nha các bác.